Trong các mẫu xe được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, Toyota Vios, Toyota Land Cruiser Prado và Honda HR-V có khả năng cao về nước cao do nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. 1. Toyota Vios. Toyota Vios thế hệ mới từng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, mãi đến thời điểm này, thông tin về Vios thế hệ mới vẫn chưa có. Là mẫu xe chủ lực của Toyota tại Việt Nam, Vios nâng cấp lên thế hệ mới chỉ là điều sớm muộn. Trong khu vực Đông Nam Á, Toyota Vios thế hệ mới còn có tên gọi là Kijaris Ativ đã có mặt tại nhiều nước, ví dụ như Thái Lan, Lào, Campuchia. Tuy nhiên, mẫu xe này từng có thời điểm phải tạm dừng bán để điều tra về gian lận thử nghiệm an toàn. Đó cũng có thể là lý do khiến Vios 2024 chậm về Việt Nam. So với đời hiện tại đang bán trên thị trường, Vios 2024 mới đổi sang khung gầm DNGA mới, kích thước xe lớn hơn với chiều dài 4.425 mm rộng 1740mm và trục cơ sở 620 mm Thiết kế xe góc cạnh hơn, với phần đuôi vuốt kiểu lai cúp hiện đại. Nội thất xe lột xác hoàn toàn, có nét giống Rise và Zaris Cross với vô lăng 3 chấu mới, màn hình đặt nổi và có phanh đỗ điện tử. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất trên Vios mới là gói Toyota Safety Sense với các tính năng ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh chủ động. 2. Toyota Land Cruiser Prado trong các tháng gần đây, hình ảnh về mẫu Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới thường xuất hiện trên công báo sở hữu công nghiệp. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ sớm về Việt Nam trong năm nay. Phía đại lý hiện đã nhận đặt cọc mẫu mới này với giá tạm tính khoảng 3 tỷ. Land Cruiser Prado mới sắp bán tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ được gọi là Land Cruiser LC250, phân biệt với LC300 là Land Cruiser đang bán trên thị trường. So với đời cũ, Land Cruiser Prado 2024 khác biệt hoàn toàn từ ngoài vào trong thiết kế xe vuông vức và được tối ưu cho địa hình với góc tiếp cận, thoát và vượt của xe lần lượt là 31, 22 và 25 độ. Cụm đèn, lưới tản nhiệt và hốc xe đều được tạo nét vuông vức, góc cạnh. Nội thất xe hiện đại, nổi bật với hai màn hình lớn, kính lái hát, phanh độ điện tử, 14 loa cao cấp cùng cửa sổ trời lớn. Điểm nổi bật khác của Land Cruiser Prado mới là động cơ 2.4 lít tăng áp, công suất 326 mã lực và mô men xoắn 630 Nm, kết hợp mô tơ điện nhỏ. Hộp số là loại 8 cấp, hệ dẫn động hai cầu. Mẫu mới này nay còn có thêm Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến. 3. Honda HR-V. Honda HR-V 2024 lộ diện qua một số món phụ tùng, linh kiện được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như lưới tản nhiệt, cản trước và đèn hậu. Bản nâng cấp này mới xuất hiện tại Nhật hồi tháng 4. Honda HR-V mới sẽ là bản nâng cấp facelift. Diện mạo bên ngoài chủ yếu khác biệt ở cụm đèn lưới tản nhiệt và bộ cản trước sau. Nội thất xe có rất ít thay đổi. Một điểm khác biệt dễ nhận ra là viền bao quanh khu vực cần số đã được loại bỏ. Dựa vào hình ảnh lưới tản nhiệt được đăng ký, có thể thấy đây là loại trên bản hybrid. Nếu HGV tại Việt Nam có động cơ hybrid, thì đây sẽ là điểm cộng để mẫu xe này cạnh tranh đối thủ Toyota Yaris Cross. Tại thị trường quốc tế, HGV mới còn được nâng cấp gói Honda Sensing với hỗ trợ đánh lái ở tốc độ thấp, kiểm soát chân ga tránh va chạm giúp tránh tình trạng đạp nhầm chân ga khiến xe tăng tốc gấp